Lại xem tôi này chữa bệnh là chữa rất là hiệu quả mà rất nhanh mà ai cũng học được. Thì em là cái người học cái phương pháp của bạn đó, rồi em mới hồi trước là bấm nói là bấm quyệt, nhưng mà sau đó là em mới phát hiện ra là cái phương pháp vào vùng dịch đó là y mau mạch. Thành ra là mới phát triển trong vòng 5 năm nay và phát triển trong khắp nước của mình và ở trên khắp thế giới. Tức là dẫn bắt mạch để biết được bệnh của ở đây là nó cũng có phần bắt mạch, nhưng mà cái phần y mau mạch này thì nó tác động vô trong cái hệ thống tuần hoàn mình á, và chủ yếu là mạch máu rồi cơ rồi gân. Chứ nó không có vô trong huyệt đạo, không có giống như cái phương pháp mà bấm huyệt của Ấn Độ hay là của Trung Quốc hay là Nhật, không phải. Mà nó là vuốt đẩy những cái mạch máu này để cho mà máu lưu thông. Mà thành ra nó hoàn toàn khác hết, nhưng mà nó có một cái cơ sở khoa học đầy đủ. Thành ra là có dịp mà tại vì anh hai không có thời gian chứ còn lại xem tôi này chữa bệnh là chữa rất là hiệu quả mà rất nhanh mà ai cũng học được, cũng như là tôi này đến đây một cái thời gian cũng không có lâu lắm, nhưng mà Minh Trí đồ này nọ anh em đều làm được hết. Rất là hướng dẫn xong rồi làm được hết. Nó cho cái nhỏ đó là vô thành ra là cái mục đích của em đi sang mà hướng dẫn cho bà con cộng đồng ở đây á, là không phải là đi chữa bệnh, đúng với nó là tinh thần là không chữa bệnh giống như ông Võ Hoàng Yên, mà là hướng dẫn cho mọi người biết tự chữa bệnh cho mình. Cái đó là vui quá. Rồi đồng thời giúp cho người trong gia đình chữa dân. Với tính cách là truyền bá. Truyền bá chứ không có, mình không có giấu giếm bất cứ gì hết. Cái đó quý quá. Nếu mà sư hành như vậy là đúng theo như lời của Đức Thế Tôn dạy rồi. Tất cả những gì mình biết là phải cho tất cả mọi người biết. Để từ đó mà người ta truyền nối không có tuyệt. Đúng rồi. Thì thực ra là cái phương pháp mà mình đi lịch rất là hay, nhưng mà bà làm việc mấy chục năm á, khi bà chết xong á là những người mà theo học bà thì không có làm được điều đó. Tại lúc mà bà học bà truyền bá bằng cách là chỉ nhìn thôi, không cho quay phim, không cho chụp ảnh, thành ra là cứ nhìn tay bà làm thôi. Do đó là tới lúc mà bà mất xong á thì cái phương pháp lần lần mất đi. Mà còn cái phương còn của em khi phát hiện ra y mô mạch á, thì em truyền bá hết cho mọi người. Thành ra là ví dụ như Minh Trí, anh chị Quyến đều ra đây đó là học trong vòng 5 ngày thì có thể đi phụ chữa bệnh cho bà con được rồi. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.